Người Mỹ học được gì ở Việt Nam, ở cuộc chiến tranh Việt Nam? Người Mỹ học được rằng chúng ta không nên có mặt ở đó ngay từ đầu. Người Pháp học được gì ở chiến trường Việt Nam và Điện Biên Phủ? Người Pháp hiểu được rằng gần 100 năm đô hộ Việt Nam và bán đảo Đông Dương, chủ nghĩa thực dân cũ đã chính thức sụp đổ và người Pháp đã phải quay lầu lại làm bờ. Người Pháp sau thất bại Điện Biên Phủ năm 1954 lại thất bại tại Algeria năm 1962. Lúc đó họ mới thừa nhận chế độ thực dân cũ đã hoàn toàn sụp đổ trên toàn cầu. Nhưng tướng lĩnh của người Pháp cũng như các đời tổng thống Pháp học được gì ở Việt Nam ư? Sự bóc lột, vơ vét, xương máu của nhân dân Việt Nam hơn gần một thế kỷ, tức là với năm thế hệ, họ đã làm gì cho dân tộc này? Họ gây ra sự đau thương và mất mát. Họ bóc lột để đưa về phục vụ cho chính giới Pháp, các tập đoàn Pháp và làm cho người Pháp, đất nước Pháp giàu đẹp như ngày hôm nay. Đó chính là xương máu, tài nguyên của dân tộc Việt Nam. Và những kẻ lưu bang, những kẻ học lưu bang ở người Pháp, họ không nhận ra được điều đó, trừ khi tướng Giáp phải đánh cho họ một trận Điện Biên Phủ với 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt. Người Pháp mới thực sự thất bại hoàn toàn. Người Nhật học được gì ở Việt Nam ư? Người Nhật học được rằng họ bỏ lúa trồng đay, làm hơn 2 triệu người đồng bào đa phần là miền Bắc từ Quảng Bình đổ ra chết chóc đau đớn, hơn 10% dân số Việt Nam vào thời kỳ đó. Người Nhật họ hiểu được rằng rồi đến lúc dân tộc họ cũng sẽ bị như vậy, kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão. Và rồi hai quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ dành tặng cho Hiroshima và Nagasaki là một sự tất yếu mà những nhà cầm quyền Nhật và Hirohito phải nhận thức được điều đó. Và họ quay đầu lại làm người tử tế, quay đầu lại trở về với con đường thiện lương. Người Trung Quốc học được gì ở Việt Nam ư? Người Trung Quốc học được rằng sức mạnh quân đội của họ thực chất vào những năm 1979 không mạnh như mà người ta thường nói. Dù lúc đó họ là một cường quốc hạt nhân, nhưng với 600.000 lính ở Trung Quốc mà đánh với 100.000 lính của Việt Nam, mà đa phần là mới dân quân tự vệ, mới lớp đầu, họ đã cảm thấy những tổn thất. Điều đó người Trung Quốc họ cũng đã thay đổi và nhận ra rằng chúng ta thực ra chỉ là một quả dưa hấu bị thối ruột mà thôi. Rồi những dân tộc khác, họ học được gì ở Việt Nam ư? Họ học được rằng sự đau thương, mất mát của dân tộc Việt Nam là máu, là xương, là tài nguyên, hết sức là khốn khổ. Và ngày hôm nay, trên con đường từ bi khép lại quá khứ, nhìn về hiện tại và hướng tới tương lai, A Di Đà Phật, sư thầy Thích Minh Tuệ đã phải đi vi vu mọi miền của tổ quốc để cầu cho những cái vong hồn đã nằm ngạ vào đất được siêu thoát, được siêu sinh tịnh độ. Những vong hồn còn vu vơ lạc lối do hoàn cảnh của chiến tranh, của hiện thực xã hội bi đát, và những vong hồn đó cảm thấy vui vẻ, an nhàn, được thân tịnh, được siêu sinh tịnh độ. Còn những con người may mắn hơn, họ được đưa vào ở trong các nghĩa trang liệt sĩ, họ cũng thấy ấm áp khi sư thầy Thích Minh Tuệ cùng với tăng đoàn đi qua niệm kinh, đọc kinh và niệm Phật, để cho lòng họ cảm thấy thân thản, ấm áp về một vị chân tu biết uống nước nhớ nguồn, cũng là một người lính. Họ thấu hiểu được
sự giao cảm về thế giới âm dương ngũ hành giữa cõi dương và cõi âm. Phải hài hòa giữa tinh thần và vật chất, phải hài hòa. Đó chính là con người, là một thực thể sinh học xã hội, tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Và đó chính là giá trị to lớn của một bậc đại chân tu, sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta. Một con người tuyệt vời trong trái tim muôn nơi của đất nước Việt Nam hình chữ S cùng bạn bè thế giới. Chúng ta hận diện về Ngài và hận diện về con người, khí phách và tinh thần của dân tộc Việt Nam chúng ta.